Nông trại Chimi Mộc Châu xin chào. Hôm nay thì mình đang có mặt tại vườn nho của nông trại. Nho đang lớn đó. Nhìn thích quá. Đây là quả, còn chỉ kích thước nhỏ, nó mới bằng đầu ngón tay út thôi. Nó sẽ lớn gấp đôi này. Bây giờ thì nó vừa bằng bàn tay, nhưng mà chắc chắn khi nó lớn lên gấp đôi thế này thì cầm không nổi đâu. Mọi người có muốn ngắm cả vườn không? 360 độ. Chậm chậm một chút. Ok, đi ngắm một vòng. Đây là những trái nho mà đã lớn được khoảng 60 ngày, 50 đến 60 ngày. Quả nó đang, hiện tại thì nông trại đang chăm sóc. Đây đang giai đoạn rất quan trọng để có thể có thu được quả có kích thước to nhất. Đây. Một loạt các chùm. Nhìn cực mê luôn. Cực kỳ mê cái đám này luôn. Đã dã man. Đó. Chụp quá bự luôn. Cái này phải tỉa bớt. Tất nhiên thì vẫn phải tỉa bớt. Nho nó quá là sai nên là như chùm này này khá đạt này. Đấy, nó phải thưa như này. Nó thưa như này thì khi quả nó đầy lên thì nó không bị kích nhau. Quả mà nó dày quá thì khi quả nó lớn nó bị chèn ép nhau dỡ dần tới là nứt quả. Đó. Có ai mê nho như mình không? Đấy. Giả tiếp theo. Đó. Trời. Một màu xanh. Thấy không? Một màu xanh. Xanh này là xanh của lá và của quả. Khi mà quả nó lớn hơn chút nữa nó sẽ chuyển màu. Gần chín nó chuyển màu. Cây nho khá là khỏe. Lá dày. Để mà đạt năng suất thì bộ lá của cây thể hiện rất quan trọng. Lá to dày luôn. Đó. Một loạt các quả. Khi mà quả lớn hơn sau khi giai đoạn tỉa quả thì mình sẽ bên nông trại sẽ tiến hành bọc quả bằng túi không dệt ấy. Cái túi không dệt đấy giúp cho quả không bị côn trùng cũng như là có loại chuột hay là bất kỳ chim chóc nó ăn đấy. Rồi giúp cho quả hạn chế tiếp xúc với lại nước mưa, mặc dù đã có cái màng ni lông ở tre rồi. Nhìn đã không? Tất cả các bạn nên sẵn sàng cho một mùa hái nho tại nông trại Chimi. Đây, đây là cái chùm mà có lẽ là hơi fail. Do bị bỏ sót nên là không tỉa kịp. Các bạn thấy đấy. Khi mà quả nho lớn lên thì nó sẽ bị chèn nhau. Ví dụ như hai quả, ba quả này. Hoặc cả chùm này. Quả nó rất là căng rồi. Nhưng mà bây giờ không luồn cái kéo mà để tách quả được nữa. Đấy, cả chùm nho nó sẽ biến dạng như thế này. Đấy. Nên tỉa quả là một giai đoạn rất là quan trọng. Đấy, duy nhất mình thấy cũng có quả chùm này. Chùm này là cái chùm mà bị bỏ sót. Có lẽ là mọi người khi làm việc thì
quên mất chùm này. Mặc dù các chùm bên cạnh thì vẫn vẫn bình thường. Đấy, xa xa kia là Miss Thành. Miss Thành cười lên cái coi. Miss Thành lại lơm vỡ ống rồi à? Đâu nước đâu rồi? Xong rồi á? Chị Thành phụ trách cái công việc nó là tưới, tưới cây. Hôm nay là ngày rất nắng. Nhìn cái vườn nho đã chị Thành nhỉ? Đã chứ. Nhìn VIP, VIP nhất Mộc Châu nhỉ? Nhìn quả như này đến lúc mà nó chín nó nhiều, nó chuyển hết màu nhỉ, nó mới nổi bật. Bây giờ là màu xanh, nó giống lá nhỉ? Giống lá ấy. Nó giống lá bây giờ thì. Mà nó màu hồng ấy, hồng nhỏ lên ấy. Thì nó mới nổi. Hôm đấy thì nó mới nổi lên. Bây giờ thì chưa, bây giờ thì toàn là nhìn thấy lá. Đêm đêm chắc thỉnh thoảng có mấy tên trộm là cũng dòm ngó đấy. Nông trại thì khá là rộng nên là mặc dù đã có hệ thống hàng rào bao quanh rồi nhưng mà thỉnh thoảng một số đồ đạc cũng như là cây quả cũng mất đấy cả nhà. Mặc dù những cái này là mình làm ra rất vất vả nhưng mà cũng không nào buổi đêm không thể trông hết được, khó. Thế nên là nếu mà ai đó mà lỡ lấy mất quả của Chimmy thì thật đáng buồn. Thỉnh thoảng mất quả đấy, làm ra một quả trái được, hoa trái đâu thì dễ mà người ta có thể dễ dàng đột nhập và lấy đi. Ở miền Bắc thì bây giờ muốn đi hái nho cũng rất dễ rồi. Các bạn có thể đến ngay hiện tại bây giờ ở Farm 4 ở Nhật Tân đấy. Ở phía Đông Anh ấy, cầu Nhật Tân đấy, để hái nho. Còn ở trên Mộc Châu thì chậm hơn khoảng hơn 1 tháng. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chùm nho mà nó ra sớm cho mọi người xem nhé. Có một cái chùm mà nó ra sớm để các bạn có thể mường tượng là quả nho, chùm nho khi mà đây rồi, khi mà nó lớn hơn thì như nào. Đây là những cây mà nó ra sớm. Đây chùm này nhá, từ đo bàn tay của mình với chùm nho các bạn đoán nó bằng bao nhiêu. Ta-da-n. Đây chùm nho có kích thước gấp đôi bàn tay mình. Đấy, khi mà nho chuẩn bị chuyển màu như thế này này. Đấy, nó sẽ màu xanh. Và da nó trở nên căng hơn. Đây, các bạn chú ý vào cái quả này mình này. Đấy, nó chuyển sang màu xanh nhạt hơn. Xuất hiện những cái tia màu hồng hồng, tím tím. Dần dần thì cái màu tím tím này nó bao phủ gần như hết quả. Đến khi mà nó chùm này khá là lam lạng này các bạn. Thấy không? Đó, chùm này thì sẽ được hái trong vòng nửa tháng nữa. Ngay bên cạnh nó là chùm này đây. Chị em với nó đây. Sướng không? Khi chín thì nó sẽ có màu đen lánh, đen thẫm như thế này. Các bạn muốn đi thử thử không? Thử không? Không tìm quả đen nào. À đây. Đó. Khi mà chín hơn thì nó chuyển sang màu đen này. Đó. Ok. Video hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Đấy, thỉnh thoảng mình sẽ làm những video update cái tình hình nho lớn lên cho mọi người thấy.
hãy sẵn sàng đến với nông trại Chimi để hái nho mùa này nhá. Ok, tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Ở đây nhé. Lớn nhanh, anh chờ.